nay em 20, chuẩn bị bước sang 21 rồi. Thì em bán chân gà là cũng được khoảng 5 năm, 3 năm rưỡi, gần 4 năm bán online, vừa đi học vừa bán. Em mở quán chi nhánh thứ nhất là ở Cai Lậy, là có ăn tại chỗ luôn, là khoảng 8-9 tháng. Ở số 22 Trương Văn Điệp là sẽ có nhiều món ăn hơn. Mới mở chi nhánh Hương Long, mang về và ship đi là khoảng mới có được 10 ngày, 15 ngày vậy thôi. Thì em ở đây là ở xã Hương Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đây là chi nhánh thứ hai của em. Em thì chủ yếu là sẽ bán món đặc biệt nhất làm nên cái ý nù là chân gà sáu thái. Bên cạnh chân gà sáu thái thì em có 3 loại sốt: sốt chín là sốt thái, sốt tiêu xanh và sốt chanh dây. Bên cạnh các loại sốt thì em sẽ có ngâm xả tắc nữa. Có thể khách ăn là mix 3 vị vô trong một hộp luôn. Khách có thể dùng được luôn chân gà không thì bên em sẽ có súp nữa, là súp tóc tiên và tré mẹt. Tré mẹt thì bên em có nhiều loại chả, rồi chả heo, chả bò, nem, rồi các loại khác nữa trộn chung vô. Nước bên em sẽ có là trà tắc thái xanh đó chị, chỉ có 15.000 một ly thôi. Điểm em thì là sẽ là 10 giờ bắt đầu mở cửa cho tới 9 giờ. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho. Bé chủ quán ở đây mình dụ hoài mà vẫn chưa chịu về Mỹ Tho mở, cho nên tôi phải lặn lội lên Cây Lậy nè. Bởi vì không chỉ ở đây đa dạng sốt trộn mà còn đa dạng về topping nữa, như là ba loại sốt trộn chính của quán: sốt thái mặn ngọt, sốt chanh dây dậy cái mùi cực kỳ thơm, chua chua ngọt ngọt. Còn các bạn nào khoái tiêu thì chọn sốt tiêu xanh nha, cay hết hà luôn. Đặc biệt có cái phần nước chấm không kém chua cay. Phần này là chân gà rút xương cho nên giá sẽ nhỉnh hơn là chân gà có xương. 10 giờ sáng là có bán rồi cho nên có thèm súp thì cứ ghé, súp đặc chứ không lỏng. Nhiều món ăn kèm đa dạng bên trong súp nữa. Cái phần tré này còn có thêm bánh phồng tôm nha mọi người. Theo cá nhân tôi là ăn cũng được. Và đét nhất là phải nói các món trộn của ý nù quán ở Mỹ Tho mà tôi kiếm không ra có giống vậy luôn á. Xuất phát từ trường trung học phổ thông Lưu Tấn Phát, các bạn chạy về hướng cầu Ngũ Hiệp khoảng 200m, nhìn bên tay phải là sẽ thấy tiệm. Có gì thử đi rồi comment cho mình biết nha.